Xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với Kim Cúc Tiến, hệ thống showroom thiết bị vệ sinh và nhà bếp số 1 Việt Nam. Và ở trong video ngày hôm nay thì mình sẽ giới thiệu đến mọi người một chiếc tủ lạnh âm tủ đến từ thương hiệu Hafler nhé. Đầu tiên thì mình sẽ mở cánh tủ ra cho mọi người cùng xem và tham khảo. Đây là phía bên trong của tủ. Thì ở đây chúng ta sẽ thấy có rất là nhiều kệ để mà chúng ta có thể đựng những vật dụng cần thiết, ví dụ như là nước uống hoặc là những vật dụng gì mình hay dùng này. Và phía bên này sẽ là những cái kệ đựng. Đây, 1, 2, 3, 4 kệ và ở đây sẽ là một cái hộc nhỏ. Ở đây sẽ là cái thanh khóa để mà chúng ta có thể để đồ ẩm, ví dụ như một số loại rau củ mà mình để vào này thì mình nên để cái chế độ mở để cho những cái không khí, nó là đồ ẩm nó sẽ đi vào và giúp rau của mình nó không bị thâm. Còn đối với trái cây thì mình cũng có thể khóa lại để mà chắc chắn là cái hộc này nó sẽ không có bị đồ ẩm rơi vào. Tiếp theo ở phía bên dưới, đây là cái ngăn làm lạnh. Đây, ngăn làm lạnh thì cũng sẽ được làm riêng biệt như thế này. Đây là phần hộc và một bên trên mở ra rất là tiện lợi ha. Thì cái tủ lạnh âm Hafler có thiết kế âm hốc tường cao 1780 mm, có tiêu chuẩn tiết kiệm điện năng theo chuẩn châu Âu, có ngăn cửa, ngăn lạnh và ngăn đá. Và sản phẩm này thì cũng được sản xuất bởi ở Thổ Nhĩ Kỳ. Chính vì vậy để có thể sở hữu sản phẩm này, các bạn có thể truy cập ngay vào link phía dưới nha. Và bây giờ chào tạm biệt mọi người.